Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các sở ngành quận huyện nhằm tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và các thành viên Ban chỉ đạo. Một trong những nội dung được nhấn mạnh tại cuộc họp là cần tập trung vào việc kiểm soát dịch tại các chốt cửa ngõ thành phố trong trạng thái mới. Trao đổi tại cuộc họp, các địa phương đề nghị cần có phương án quản lý các đối tượng thuộc luồng xanh bởi đây là những trường hợp có nguy cơ cao khi thành phố đang trong trạng thái mới. Nhiều ý kiến cũng đề nghị điều chỉnh lại vị trí các chốt, đồng thời bổ sung thêm lực lượng để siết chặt việc kiểm soát dịch, nhất là với các trường hợp lái xe đường dài qua địa bàn thành phố. Ngoài ra, rút kinh nghiệm từ những đợt dịch trước, Ban chỉ đạo thành phố đề nghị các sở ngành liên quan tiếp tục phối hợp quản lý chặt toàn bộ trường hợp lái xe và shipper buộc phải tiêm chủng 100%. Báo cáo tại cuộc họp cũng cho biết hiện còn khoảng 7.000 công nhân người lao động tại các khu công nghiệp chưa tiêm vaccine. Thành phố sẽ có phương án bổ sung kịp thời, đảm bảo cho lực lượng này được tiêm chủng đầy đủ để yên tâm quay trở lại làm việc. Ban chỉ đạo thành phố cũng đề nghị tập trung tuyên truyền việc triển khai phòng chống dịch tại các khu vực công cộng, về xử lý các vi phạm phòng chống dịch và nhất là các giải pháp bốn an hậu dịch bệnh. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các địa phương tiếp tục lưu ý kế hoạch xét nghiệm 164 của thành phố và phải chuẩn bị tinh thần dịch bệnh luôn luôn hiện hữu, tránh sự chủ quan lơ là mà cần hướng đến xây dựng phương án sống chung với COVID-19 trong thời gian này. Liên quan đến các xe luồng xanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương phải chủ động thống nhất về cách quản lý. Về kế hoạch tiêm chủng, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến đề nghị. Thì chúng ta đã có cái liều vaccine, hơn 100.000 liều vaccine về Đà Nẵng. Thì đề nghị là các quận huyện chúng ta cũng đã chuẩn bị hết rồi. Và chúng tôi đề nghị một lần nữa là tất cả các ngành, các anh chị rà soát hết bên cạnh của địa phương. Thì các ngành trong quá trình thực hiện và đặc biệt với cái kế hoạch sắp đến khi mà chúng ta mở cửa, thì các ngành chủ động. Ví dụ như ngành giáo dục, tôi nói là chủ động cái việc mà giáo viên ở ngoài tỉnh về Đà Nẵng dạy, hay là các ngành khác thì cũng có những công nhân hay là cũng có những người của mình mà có thể ở các cái địa phương khác vào, thì chúng ta chủ động đề xuất danh sách để mà có thể tiêm chủng sớm nhất cho các cái đối tượng này, là để mà chúng vừa địa phương rồi vừa các ngành nữa, thì chúng ta có thể là phủ hết tất cả các trường hợp khi mà dự kiến thành phố chúng ta mở hoạt động bình thường, thì với cái lực lượng để đảm bảo có lực lượng lao động. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến cũng đề nghị các sở ngành tranh thủ giai đoạn này phối hợp với Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố tập huấn vận hành phương án phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, đồng thời đề nghị các ngành tiếp tục chủ động xây dựng phương án cho những trạng thái tiếp theo, kịp thời bám sát những chủ trương hướng dẫn của Trung ương.